các bạn vui lòng chuẩn bị đến phần tiếp theo, đó là Bikini Show. Alo. Ngày hôm nay chúng tôi có chi 20 tỷ đồng để mời rapper Snoop Dogg chỉ xuất hiện trong sân khấu trong vòng 10 giây. Chẳng nhau bóng vô vàng đắm đuối vẫn luôn dần chàng lắm kinh chốn nhân gian làng gió sắc hương mơ màng đường thấy em qua đời cất tiếng nó không nên lời ấm áp đất cho ta một sao trời lúc đã thành chơi vơi dịu yên không gian được sáng như thức muôn hoa được quấn với đá đêm nga từng chút như bước chân em.